Dù cho đến giờ tan tầm, mọi người tấp nập về với bữa cơm gia đình, anh em chúng mình vẫn tận tình giao những sản phẩm đẹp và chất lượng nhất, mang đến niềm vui và sự thư giãn sau những ngày chạy deadline mệt mỏi. Hôm nay chúng mình sẽ giao cái đàn Kodman KS1 đến cho một cặp đôi tại Hóc Môn. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, nhưng đội ngũ anh em Minh Phụng đã có mặt tại nhà khách hàng. Đầu tiên anh em chúng mình sẽ mang từng bộ phận của cây piano Kodman KS1 lên lầu. Bước vào trong, các bạn có thể thấy một ngôi nhà được bài trí rất gọn gàng và sạch sẽ. Giờ là lúc chúng mình tiến hành lắp ráp sản phẩm. Như trong video, các bạn sẽ thấy sản phẩm gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn và bộ ốc lắp đàn. Khi mua đàn, các bạn sẽ được tặng kèm một ghế piano với chất liệu gỗ cao cấp và thiết kế tạo sự cứng cáp khi ngồi. KS1 là một sự lựa chọn phù hợp cho những người mới bắt đầu làm quen với việc học đàn, với thiết kế góc cạnh thích hợp với mọi không gian. Sản phẩm có 3 màu tùy theo sở thích của các bạn là trắng, đen, nâu gỗ. Kodman KS1 là sự tổng hợp của những chất âm chuyên nghiệp, dễ dàng biểu đạt cảm xúc đúng như nguyên tắc cơ bản mà một cây piano cơ phải có. Khả năng auto off giúp đàn tự tắt khi không sử dụng trong 30 phút chính là một trong những chức năng tiêu biểu của KS1. Phím đàn có đến 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, giúp bạn truyền tải được âm thanh trung thực và cảm xúc nhất từ người chơi đến người nghe. Ngoài ra, đàn còn có các chức năng cơ bản như là metronome, hay còn gọi là chức năng đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, trinova dùng để trộn tiếng, jazz bow để tăng giảm tông. Đàn được cài sẵn âm thanh của các nhạc cụ sống động như là piano, organ, vibraphone và đàn guitar với tổng cộng 20 âm sắc cùng 20 bài hát, giúp cho người chơi nghe và cảm nhận để luyện tập một cách tốt nhất. Và giờ là lúc chỉ khách bóc siêu cái đàn. Chỉ khách cảm thấy rất hài lòng với lần đầu được trải nghiệm cây đàn chất lượng tốt, xứng đáng với số tiền mình đã mua. Sản phẩm Kodman KS1 sẽ trở thành bàn đạp giúp chị thành công trên con đường học nhạc và có những phút giây giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Bạn đang có nhu cầu mua đàn nhưng lại phân vân việc lựa chọn cửa hàng nhạc cụ nào uy tín, sản phẩm chất lượng tốt cùng các ưu đãi hấp dẫn, nhạc cụ Minh Phụng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Khi đến với chúng tôi, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.